Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Danh Sắc Đức Thắng nha. Anh nên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một cái con dân ma ở Tết 70. Mà đặc biệt là cái máy này, vì sao em nói tiếng đặc biệt hay là vì em nghe cái tiếng nó quá tịch anh em. Ngoại hình thì không có gì mà nói chung là không có bắt mắt, nhìn cũng không có vô dạng hấp dẫn, bình thường thôi. Nhưng mà sao em nghe tiếng nó tịch quá, em quyết định em lên sống cùng anh em mình liền. Cái đồng dầu thì nó bị thời gian bào mòn, nhìn nó đen thui rồi nè mình. Ở dưới thì nó cũng còn có điểm trắng trắng, nhưng mà theo góc độ của em nhận xét thì nó còn có 5 nút rồi, 5 nút, 5 điểm rồi nè mình, thiếu có lượt thôi nè. Ngoại hình thì anh em nhìn nó hơi xét nha, hơi xét, nhưng mà nó lạ lùng tí xíu. Anh em khi em phát máy lên thì nhờ anh em mình nghe nhận xét giùm em ha, thì sao mà nói là nó ngon. Cái này là Tết 70 gió ba dê nè, gió ba dê. Thì có một số anh em, còn một số anh em ít thôi là còn chưa phân biệt được cái này của ba dê và bạc đạn ha. Còn riêng em thì cái máy nào em thấy nhạy tiếng bốc là em phái rồi, chứ không cần nhất thiết cái đạn hay ba dê chứ, để tiếng bốc là ok là phái. Máy này thì lúc trước em không biết tay sử dụng mục đích gì, nhưng mà ở dòng ba dê thì cũng ít có thấy nó có cái chụp đánh chớn gì nên nè. Mà cái máy này nó có cái chụp đánh chớn. Có một số máy em bán về cho mấy anh em ở Phú Yên á, anh em hay hỏi là có cái chụp đánh chớn nè. Thứ nhất là có trẻ em hoặc em bé này, này kia là có này nó cũng đỡ ha. Chứ thứ hai là máy ảnh nó là nó không có dân sình nữa em ơi. Mình chạy cái đường sao mà em không hiểu nha, nhưng mà có cái này anh nói là không có dân sình, nó bảo vệ được cái gì á. Còn cái số CG của máy này thì nó đen thùi luôn rồi, 47750 anh em ơi, 47150. Nhưng mà anh em nhìn kỹ là cái góc cạnh này, em nghĩ là cái này là để lâu nè, để lâu cho nắp flap nó đẹp. Anh em nhìn thấy nó màu nó ngà thôi, nhưng mà nó chưa có dấu hiệu nó xét. Còn máy móc thì em bao gin anh em mình ha, bao gin nguyên si luôn á, này là chắc chắn anh em mình đúng. Máy thì gì đây, nghiêm chỉnh từ ốc nắp flap, ốc cụm bét, đặc biệt là coi dầu bét này có dấu mở nè, bên em có mở nắp này, vô lửa vô e đầy đủ hết nha. Còn cái dè này nếu mà anh em nào muốn gắn thì bên em sẽ gắn lại cho anh em mình nha. Còn quên cái này gắn không được anh em ơi, cái này cái móc nó bị quát à, móc nó bị quát. Đây em không có làm mất cái thời gian của bà con cô bác mình ha. Máy này chưa có anh em gì, anh em rửa thêm giùm em nha, bị máy em thấy nó có cảm giác nó còn dơ nhiều quá. Rồi nhờ con trai tới hàng cho bà con mình nghe tiếng đây. Anh em nghe tiếng máy bơm không? Máy chạy rất là chỉnh luôn á. Chắc nịch con râu với anh em là này bơm bét là tuyệt vời luôn, nó chỉnh. Đèn cháy luôn á. Ôi, nhỏ có vỏ xấu lợi hại vậy ta. Anh em nhìn nó đậm đây nè. Cái máy mà anh em nhận xét cái tiếng máy em, theo em góc độ của em đấy, cái máy nó đều, nó đậm, nó chạy tốt, nó không có dịp cà tưng, không có dịp tưng, không có lên xuống gì, đầu nó chuẩn, nó chạy nhớt nè. Mà nó nhỏ, nếu mà nhỏ quá thì bơm cũng được, mà nó hơi tí nên
để nó vui được. Con này chạy gió, chạy gió máy cũng ba cháy rồi chắc luôn nè. Chạy gió máy rồi, gói con này là chạy cũng ba cháy. Năm kia đặt luôn á. Cái này thì nó thiếu cái tâm bu ly nên em lưu ý giùm em nha. Cái này anh em nào có chốt cái máy này thì em tặng anh em có tâm bu ly nha. Này rất là đã nè, tiếng rầm lắm. Rồi tắt lên ra. Rồi em muốn xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 4,5 triệu nha nè. 4,5 triệu bao ship. Còn anh em bà con cô bác nào mua tại chỗ ha, tới cửa hàng em chở thì em tính anh em là 4,1 triệu, em trừ lại 400 ngàn được phí vận chuyển nha. Tặng kèm cho anh em mình một cái tâm bu ly. Anh em nào làm được cái máy này hú em nha. Ở Tết 70 gió 3G 4,5 triệu bao ship. Con số anh em còn thắc mắc là hỏi ở tỉnh này tỉnh kia em có giao được không ha, thì anh em sẵn đây em xin chia sẻ luôn là anh em cứ an tâm. Anh em có địa chỉ cụ thể về số điện thoại thì ở chỗ nào em gửi cũng được hết. Phí vận chuyển không thay đổi anh em, từ Nam ra Bắc đồng giá hết. Ví dụ như em báo là cái máy này là 400 ngàn thì anh em gửi tới Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Lạng Sơn gì cũng vẫn là 400, không thay đổi ngàn nào hết. Hoặc là anh em ở tỉnh Kiên Giang cũng vậy luôn. Rồi em xin kết thúc cái giá tại đây anh em. Chào tạm biệt anh em nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến của bà con cô bác mình. Chào tạm biệt anh em.